Thưa quý vị, phát triển kinh tế tập thể là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của các cấp cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng. Các mô hình kinh tế này không chỉ giúp hội viên cựu chiến binh có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, mà còn giúp gắn kết tập hợp hội viên thông qua môi trường lao động, nghề nghiệp. Mô hình hợp tác xã sửa chữa tàu thuyền cựu chiến binh Thọ Quang, quận Sơn Trà là một điển hình. Xuất phát từ nguyện vọng của Hội Cựu chiến binh phường Thọ Quang, quận Sơn Trà muốn xây dựng cơ sở sửa chữa tàu thuyền phục vụ nhu cầu ngư dân, phát triển kinh tế hội viên. Giữa năm 1992, cơ sở tàu thuyền Cựu chiến binh Thọ Quang ra đời với số vốn 150 triệu đồng. Năm 2002, cơ sở chuyển đổi thành hợp tác xã và năm 2005 chính thức trở thành thành viên của Liên minh Hợp tác xã Đà Nẵng với ngành nghề chính là kéo tàu lên đà sửa chữa và đóng mới tàu thuyền. Đến nay, hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục hội viên cựu chiến binh và con cháu cựu chiến binh trên địa bàn với mức thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Cựu chiến binh tất cả đây có hưu trí của mỗi người là 7 người, 5 người nữa là bộ đội phục viên, mà tất cả khối công nhân thời vụ là cũng tất cả là bộ đội cả, để tạo điều kiện người ta khi ra quân người ta về không có công việc làm hoặc việc làm ổn định thì cố gắng tạo điều kiện người ta giúp đỡ gia đình vợ con ở trên hết, chứ không có gì cả. Ngành nghề thì đến là tự học hỏi với nhau. Người nào cao thì người ta ở đấy là 25, 30 năm rồi. Thậm chí họ đóng tất cả bảo hiểm cho công nhân là đầy đủ để cho người tạo được cái công việc làm người ta. Làm việc là không kể giờ giấc, mọi giờ gọi giờ nói làm giờ đấy. Tôi thì về tham gia cựu chiến binh từ năm 1996. Mà bắt đầu tham gia vào cái tổ hợp sửa chữa tàu thuyền này từ năm 98. Thì trước kia là còn khỏe thì là tham gia là kéo tàu và lên để sửa chữa. Nhưng bây giờ thì già yếu rồi, chủ yếu là làm các cái công việc phụ trên, còn xuống nước, phần xuống nước lên tàu là để cho tuổi trẻ làm, các đồng chí mới. Bình quân mỗi ngày, hợp tác xã nhận khoảng từ 3 đến 5 phương tiện được ngư dân đưa lên đà sửa chữa. Vào một cao điểm, mỗi ngày có từ 6 đến 7 tàu thuyền lên đà. Các xã viên phải làm hết công suất mới kịp hạ thủy cho ngư dân. Vì hầu hết đều là cựu chiến binh gắn bó với người dân địa phương, nên hợp tác xã luôn tạo điều kiện tối đa để ngư dân bảo dưỡng tàu thuyền, nhất là với người dân Đà Nẵng. Tập trung là chỉ là sửa chữa tàu cho nhân dân, tất cả sửa chữa tàu cho nhân dân, chứ không tổ chức đóng mới được. Bởi sao điều kiện đóng mới là thành phố cũng cho, mà quận cũng yêu cầu. Bởi sao điều kiện của đà chúng tôi là chỉ có kéo sửa chữa tàu nhỏ, kể cả nhỏ đến lớn, chứ không kể chủ yếu tàu nhỏ của nhân dân trong địa bàn Đà Nẵng là chủ yếu. Còn nếu theo yêu cầu thì nếu cảm thấy rảnh thì mới cho các nơi khác người ta lên, bởi sao bảo đảm cho dân Đà Nẵng là trên hết. Hợp tác xã luôn xác định dịch vụ sửa chữa tàu thuyền là nguồn thu then chốt, nên thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực phục vụ với tinh thần đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi xuống biển, an tâm ra khơi đánh bắt thủy sản. Trước mắt sẽ đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, trang bị thêm nhiều thiết bị mới để ổn định sản xuất, đồng thời tổ chức tập huấn để nâng cao tay nghề cho người lao động, nhất là các hội viên cựu chiến binh.